Tất cả dòng máy Tenza trong triển lãm này, cắt 50 Tenza, tích 250 BC đời mới Tenza, Mark Mix 232 Tenza, EC Mix 201 Tenza, tất cả đều sẽ được tặng một cái nón rất là xịn hào bên kia. Đó, quý khách nhìn đây. Toàn bộ sẽ được tặng cái dòng kiến nón điện tử xịn hào này. Đó, rất là xịn hào. Xong, ba con inox đã được cấy lên đây. Cái ưu điểm của máy cấy bù lon này là chúng ta sẽ thể cấy được tất cả các loại trên cái độ dày khác nhau luôn. Kể cả giờ mình có miếng inox dày 50 ly thì mình cấy con bù lon này nó vẫn dính rất là tốt luôn. Như thế này nè, nó vuông góc, nó thẳng thớm như thế này. Đó, đây là mình đang tiến hành hàn trên bộ nguồn laser Hero Laser do kênh máy hàn Em Quyền phân phối, giảm giá từ 175 triệu xuống còn 170-160 triệu trong cái triển lãm Việt Build lần này. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàn Quyền nha. Bây giờ đã là 17 giờ rồi, mà ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2023. Đây là ngày thứ hai trên cái triển lãm Việt Build lần thứ nhất năm 2023 của kênh máy hàn Quyền tại số 1 Lữ Gia, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì cảm ơn quý khách hàng ở khắp muôn phương cũng như là khách hàng đã tham gia cái triển lãm tại gian hàng của kênh máy hàn Quyền. Tại vì khách hàng tới đây nó sẽ được cái ưu đãi hơn là mua sắm bình thường. Vì vậy là hôm nay khách hàng ngoài cái việc tới đây mua những dòng máy rẻ tiền như là mình đang sale là 210 Airbus 990 ngàn, 250 1.050.000. Máy hàng cầm tay 1.200.000, cái loại này là 1.600.000 mà bây giờ mình bán còn 1.200.000 à. Rồi này, chút xíu mình test luôn. Rồi máy này là máy lót gạch. Hít viên gạch lên. Hít lên nào. Rồi lót. Chỉnh được tốc độ luôn. Con này cũng đang sale luôn nè. Nó lót gạch nè, mình cho nó rung để mình lót gạch cách. Hồi xưa là mình phải lấy búa cao su, giờ mình lót nhẹ thôi. Đó, tốc độ nhẹ nè, nó đang rung nè, không đó nè, rung nè, thấy sự rung của nó không? Đó, đang rung nè, tăng tốc độ cao nè, đó lót gạch lớn. Máy này xài bằng pin, nó sướng lắm. Đó. Rồi, này cũng đang sale luôn, giá 1 triệu đồng cho một cái thân máy và một cái cục pin. Một thân máy, một cục pin. Đó là 1 triệu. Rồi cái máy cầm tay này là 1.200.000 nè. Đó, có hai đôi thanh niên trai trẻ cũng mới vừa ủng hộ nè, mở nguồn lên. Đây là dòng LCD. Cái loại này nó có chức năng hot tạc đầy đủ, máy nó đang khởi động. Đó. Có những cái tính năng rất là xịn hào. Rồi con này thì cũng đang sale Hanshin nè. Cái loại này là loại mắc nhất trên thị trường của Trung Quốc cho đến thời điểm này luôn. Màn hình LCD. Chọt một phát ăn ngay. Rồi con này cũng xịn hào, giá 1.200.000, rất tranh thủ hốt nha. Triển lãm chỉ còn có ngày 2 ngày thôi, để tắt nguồn. Rồi, máy này thì 990k, 210E, Boss, hàng cũng rất là xịn hào. Rồi, mở nguồn lên xong rồi, lấy cái kiềm hàng que, chọt một phát ngay, nè, thấy không? Chọt một phát ngay, dễ lắm. Đang sale mà, quý khách tranh thủ lấy nha, chọt phát ngay. Còn cái con máy này thì đang hot lắm, không có gì, chỉ giảm được 50.000 thôi, nhưng mà được có cái là tặng cái kiến hai chồng thôi. Nó cái thằng ha, nó lúc nào mình cũng thích cho nó hàng tự động vậy đó. Rồi chọt một phát nó tự ăn ngay. Rồi
Rồi bây giờ hôm nay là có một anh khách ở tên Đông ở Hà Nam. Anh đang rất là quan tâm tới cái con máy cắt laser. Cho nên là hôm nay khách tận dụng cơ hội mua trên triển lãm Việt Biên rất nhiều nè. Khách đặt là một con, tại trong cái triển lãm này không, là một con 265 xịn hào. Tặng một cái kiến nè. Một con 250BC tặng kiến nè. Hai nè. Ba nè. Đó, tổng cộng rất là nhiều khách hàng thương mến đặt để được tặng cái kiến của hãng luôn á, hãng nó cho đó. Đó. Còn một cái kiến nữa. Còn một cái kiến của cái anh thứ năm nữa. Tiến chút lấy cái kiến thứ năm, anh thứ năm nữa con. Rồi. Một con máy CT tích 250BC nè. Tích 250BC. Đây là nguyên cái lô hàng của tích 250BC đời mới nhất, mới về trong cái tháng 4 này để kịp làm cái triển lãm Việt Build luôn. Đó. Chút xíu nữa mình sẽ test những cái tính năng trên năm con máy này để mình gửi, mình đóng gói tại đây, tại khách hàng yêu cầu là hôm nay, tại mà do mình ở trên triển lãm Việt Build, mình phải test tại trên đây để sự dễ dàng của em nó luôn. Nha khách hàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây mình thử laser cho anh Đông ở ngoài Hà Nam. Đó thì anh mời anh Đông theo dõi mình nha. Laser thì nó đơn giản như thế này thôi. Đây là bộ nguồn 1kW. Đó, mình sẽ đưa công khai lên trên YouTube luôn cho anh Đông tối nay có coi đó. Thì coi cho kỹ nha. Đây là bộ nguồn thương hiệu là Hero Laser của bên mình đang kinh doanh. Đó. Hiện giờ có những cái nguồn laser nó mini hơn. Nhưng mà quý khách biết nó sự không chuyên nghiệp là nó nằm chỗ cái chiller nè. Cái chiller này là chiller chuyên nghiệp. Nó cắt cái chiller chuyên nghiệp này đi thì giá nó hạ rất là nhiều. Hiện giờ theo như tại triển lãm Việt Build này, mình thấy có một đơn vị nó đang bán một bộ nguồn 1kW. Mà nhìn cái súng ống nó nhìn thấy ghê lắm. Nó bán 145 triệu. Còn của mình nó đang bán 165 triệu. Ê xin lỗi, 175 triệu mà trong triển lãm Việt Build này mình giảm 15 là còn lại 160 triệu. Mà nhìn cái bộ nguồn rất là xịn hào nè. Nhìn cái két nước rất là xịn hào. Đó, mọi người chú ý kỹ cái này. Và tướng tá em nó cao mà nó đẹp lắm. Phần mềm là điều khiển là 100% bằng tiếng Việt, cũng như mình có thể chọn tiếng Anh. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình vận hành lẹ con máy này cho mọi người coi nha. Đó, nó đang tắt nguồn nè, bắt đầu mở nguồn nè. Mở nguồn. Mời quý khách theo dõi. Đây là bộ nguồn e-laser. Ở đây phần mềm của nó đó. Hệ thống đang khởi động. Đó, hôm nay mình quay trong cái chỗ này nó hơi tối thì thấy rõ, rất rõ luôn. Rồi, sau khi khởi động lên quý khách thấy không? Mình sẽ bắt đầu enable laser. Đó, cái quy trình khởi động nó là vậy. Trong mấy video review trước mình chưa làm. Rồi bây giờ mình xin lỗi nha, nãy mình mở tia laser. Rồi bây giờ mình enable để mình hàng. Enable là mình bắt đầu mình hoạt động. Trước khi mình hoạt động mình kiểm tra cái khí có chưa. Check khí. Đó thì cái đồng hồ khí mình đang bắt bên này. Đây, khí nó đang nhảy lên nè. Khí này nó lên tầm 5 lít phút rồi. Ít à, ít sạch à. Đó, khách thấy không? Có 5 lít rồi. Đó, có 5 lít rồi mà chỉ cần 5 lít phút thôi. Xong. Rất là nhanh, rồi mình sẽ tắt khí. Tắt. Mình mở cái hoạt động này lên. Rồi bây giờ mình chỉ vô tiến hành hàng thôi. Đây mà mở khách theo dõi nè. Mình sẽ vô chọn inox, chọn vật liệu. Mình làm nhanh luôn nha. Inox. Mình chọn độ dày là 1 ly. Mình đang chuẩn bị một miếng 1 ly. Rồi. Mình quay trở ra. Mình sẽ chọn cái nguồn năng lượng laser là 50%. Mình chọn cái tần số là 15 hạt thôi. Rồi, 15 hay 16 này 15. Tay mình giờ nó bị chai rồi, chọt nó nhảy quá. Rồi, 15. Chiều rộng con hàng mình tăng lên 4 ly cho khách thấy cho nó đẹp nha. Đó. Chiều rộng mình có thể thay đổi được nha anh Đông nha. 5 ly nè. Thôi bây giờ trong video này mình chọn 4 ly thôi. 3 ly rưỡi cũng được. Thôi 4 đi cho nó đẹp. Rồi bây giờ tiến hành hàng thôi, rất đơn giản, mời tất cả quý khách hàng coi nè. Đấy, mình chuẩn bị miếng inox ly nè. Hai miếng, rất là dễ. Rồi. Nhờ ở trong này nó hơi tối tối mà mình hàng nó lại rõ con laser. Bây giờ mình sẽ hàng đây. Mình làm nhanh cho mọi người coi nè, test laser mình so sánh với tích lạnh luôn. Nè, tiếp tục. Làm gì mình cũng phải bon hết á. Laser hay là tích cái gì cũng phải bon. Tiếp tục bon. 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 Chút xíu nữa mình sẽ so sánh luôn với tích lạnh luôn. Tích lạnh mà ghép hai miếng inox mỏng như vậy quý khách cũng phải bon, chứ không phải là để ấy được đâu.
bon, bon, mình bon ngoài điểm gốc này luôn, bon, tất cả đều không phải bon, bon, quý khách phải bon lại hết, chứ không có thể để mà khơi khơi mà hàng được đâu, bon, đó, bây giờ mình đã bon lại bài bản hết rồi, đó, bây giờ tiến hành kéo một đường cho tất cả quý khách hàng coi, sau đó mình vô, mình hôm nay cũng có một anh khách tuốt ở ngoài Vũng Tàu, công ty làm về thang máy, có đặt con này nữa, đây là con máy cấy bù lon xì túc chuyên trị cho ngành thang máy nha. Đó, làm trong mấy cabinet thang máy á, là bấm kiểu vậy nè. Sau khi mình hàng cái đường laser này, mình sẽ làm một đường cho tất cả quý khách hàng coi liền nha. Rồi, vô. Laser thì cũng đơn giản, mình đã bon xong thì mình sẽ nói lại, canh cái đường này cho nó thẳng thớm rồi mình kéo đường thôi. Nói khách hàng ha. Đó, rồi, coi tốc độ nó nhanh nhanh không nha. Rồi sẵn coi anh Đông coi luôn, vô 1 2 3 hàng. Đây là mình đang tiến hành hàng trên bộ nguồn laser Hero Laser do kênh máy hàng Em Quyền phân phối, giảm giá từ 175 triệu xuống còn 170 60 triệu trong cái triển lãm Việt Build lần này. Rồi mình đã thực hiện xong cái đường hàng laser cho anh Đông ở Hà Nam ảnh tham khảo. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bước qua đây, mình mở nguồn cái con máy đường hàng laser vừa thực hiện xong nè. Nó rất là đẹp đúng không? Mình sẽ tiến hành mình mở nguồn của con cái xì túc này. Mở nguồn lên. Máy cái xì túc này cũng là một cái dòng máy rất là đẳng cấp trên kênh máy hàng Em Quyền. Máy điều khiển rất là thông minh. À, tại sao mình nói thông minh? Những con máy xì túc khác trên thị trường á, nó không có chọn được vật liệu. Có cách là để ý ha. Đây là vật liệu là carbon steel nè. Chỗ này là cái gì vậy? Inox nè. Ở trên này là nhôm nè. Và dưới này là ton tráng kẽm. Cái súng này là hiện giờ nó đang để M6 sắt. Vì vậy mình sẽ bắn lên sắt cho quý khách hàng tham khảo trước. Chọn nè. Vật liệu là sắt. Chỗ này chúng ta sẽ chọn cái đường kính. Ví dụ quý khách để ý là chọn 5 là nó 5 nó thấp cho nên nó đang nạp sẵn nè. Ví dụ mình chỉnh lên 8 là nó nạp nè. Quý khách để ý là máy nó thông minh, nó sẽ tự nạp tụ. Máy này gọi là máy công nghệ xả tụ. Bây giờ mình chọn 6 nó cũng đang thấp nè, cho nên nó nạp sẵn rồi, nó xanh sẵn rồi. Nếu mình chọn lên 8 là nó sẽ nạp. Đó, bây giờ mình ve lại 6 là nó xanh sẵn là nó nạp đầy rồi nè. Quý khách thấy chữ full không? Rồi. Nó rất là đơn giản, đó mình chọn đường kính là tự động điện áp nó sẽ set up. Còn những cái máy mà trên thị trường nó nhân danh cái gì mà test 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 mà mấy cái kênh YouTube nó đang quảng cáo á, là cái đó phải chỉnh mệt lắm. Mình phải chỉnh cái volt của cái con nó phù hợp với con bù lon của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cấy lên sắt cho các bạn coi nè, rất đơn giản. Đây, đây là có miếng sắt nè, vô. Cấy nè. Bấm. Đó. Rất là xịn nào, đúng không? Các bạn thấy không? Rồi, thử con M6 nữa mình chuyển qua inox. Sau đó mình sẽ vô mình test luôn cái bài máy, mình sẽ test luôn cái bài tích 250BC này để gửi giao hàng tiết kiệm liền. Rồi vô nè, bắn nè. Bấm. Đó, khách thấy không? Bắn là khách ở trong triển lãm Việt Build giật mình mấy em giật mình luôn, bắn. Bấm, mấy em giật mình. Đó, sự xịn hào của em máy này nó là nằm ở chỗ đó. Nó rất là dễ, quý khách chỉ cần set up vậy thôi. Rồi vô bắn nè. Bấm. Đó, xong. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái đây là nhà máy nó cho theo một cái đuốc này gọi là đuốc xì túc 3 mét kẹp mát và một mớ cái bộ kẹp xì túc như thế này cầu chì và một cái khóa đầu nghề để mình thay cái đổi cái đầu. Bây giờ mình đang chuẩn bị hàng vô cái miếng inox. Mình vừa hàng thực hiện xong trên cái đường hàng laser nào, các thấy không? Đó, mình sẽ cấy bù lon lên đây cho mọi người coi. Mình sẽ thực hiện thay liền trong video, mình làm luôn cho mọi người coi cái sự tiện lợi của cái máy này. Không có gì khó cả. Kể cả trong ngay triển lãm Việt Build này mình vẫn hướng dẫn với khách hàng cái sự thay đổi cái này rất là dễ. Rồi mình thay này ra. Rồi mình sẽ lấy một cái này nó đang để gắn cái con M6 với khách hình vô không? Đây là cái răng M6 để nó đút vô đây. Đó, bây giờ mình đang chuẩn bị thay một cái M5 để mình bắn inox. Tại mình đem ra đây chỉ có M5 inox thôi, mình sẽ thay. Đây mình cắt cái M6 này. Rồi mình sẽ thay cái M5. Bỏ nó vô đây. Rồi mình chỉ cần dặn này nhẹ nhàng lại. Rồi lấy cái khóa. Mình làm rất là nhanh nha. Xiết này lại. Cái này là cái chụp bên ngoài để mình định vị cho cái con bù lon nó ngay tâm thôi. Chứ không có gì. Cứ như mà nhiều anh thợ mà khéo tay rồi đó, bỏ cái này đi cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ bắn liền hai con M5 trên cái miếng inox mà con máy hàng laser nó vừa hàng ra xong. Nó rất là xịn hào. Đây mình bắn ngay chỗ con laser nó hàng nè. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô.
bắn nè. Mà tất cả mọi người theo dõi nè, vô bắn nè nha. Quên nữa, mình quay lại chọn vật liệu inox. Xin lỗi quý khách hàng, mời tất cả mọi người theo dõi. Chọn qua vật liệu inox. Rồi, chọn con bù lon, mình sẽ chọn M5. 5, đó, 5 nó thấp rồi, rồi giờ qua bắn liền. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi, bắn. Bùm, một con inox. Mời quý khách hàng coi, rất là xịn hào. Tiếp tục mình bắn 3 con inox. Quá trình mình thực hiện nãy giờ nó rất là nhanh quý khách, để không? Nếu người ta làm YouTube, người ta quay cái video nãy giờ là được một cái video rồi đó. Hai cái video luôn. Một cái hướng dẫn laser, một cái hàng xì túc. Rồi mình cấy cái nữa nè. Mà tất cả các hàng theo dõi nè, vô. Dính luôn nè, thấy không? Rất là xịn hào. Tiếp tục nè. Đó, mình sẽ cấy những cái con bù lon inox như vậy đó. Rất là dễ. Mời tất cả các hàng theo dõi. Vô, cấy nè. Đó, rất là xịn hào. Xong, ba con inox đã được cấy lên đây. Cái ưu điểm của máy cấy bù lon này là chúng ta sẽ thể cấy được tất cả các loại trên cái độ dày khác nhau luôn. Kể cả giờ mình có miếng inox dày 50 ly thì mình cấy con bù lon này nó vẫn dính rất là tốt luôn. Như thế này nè, nó vuông góc, nó thẳng thớm như thế này. Nó rất là đẹp. Còn đây là đường hàng laser của em đó. Rồi xong, bây giờ mình sẽ biểu diễn liền cho quý khách hàng coi một cái con máy này nha. Nếu so với cái đường laser này coi như thế nào nha. Nếu mình biểu diễn ở đường trang trí của bô nha, mà để kế bên đây một đường nè, mời tất cả mọi người theo dõi nha. Đó nè, mọi người để ý nó sẽ ra hình của bô nha, một hình mũi tên lớn nhỏ rồi đó, vô nó mình soi với đường laser cái rồi kéo ăn cái chạy đua với nó rồi đó. Đây là một kiểu trang trí của bô mũi tên nè, là một đường bên này nữa nè, mọi người coi nè, vô nè, trên con 250 BC xịn nào bên kia nè, vô nè. Ăn thua mình đi tốc độ nhanh chậm thì nó sẽ tạo ra cái hình mũi tên nhặt hay thưa hay là có bị như thế nào. Thường mình trang trí robo mình phải có một cái dàn gá, gá xoay tròn á. Còn đây mình đang kéo trên mặt phẳng chơi thôi. Đó, quý khách nào mà mua mình sẽ hướng dẫn một cách rất là chi li về cái việc mà trang trí mũi tên của robo như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài kia để mình test, test luôn 5 con máy ngoài kia hả quý khách hàng ha. Tất cả quý khách hàng theo chân mình nha. Để theo thử ngoài công viên cho nó đẹp, đẹp khung cảnh luôn. Đó, đây là cái đường hàng laser. Và đây là toàn bộ những cái đường trang trí cổ bô mà mình đã thực hiện sáng nay tại triển lãm này cho rất là nhiều khách hàng thương mến. Đó, đây là những cái đường mũi tên nè. Mũi tên, mũi tên, mũi tên, mũi tên, thay đổi rất là nhiều kiểu mũi tên. Hiện giờ cái xu hướng của khách hàng bây giờ rất thích là trang trí cổ bô. Đó, đây là dòng máy tích 250 BC đời mới xịn nào đã làm ra được cái dòng này. Và trong triển lãm này mình đang tặng chương trình rất là sâu, là mỗi máy vậy là 5,2 triệu tặng cho quý khách hàng một cái kiến theo chánh của cái hãng này luôn, hãng Tenja. Đó, em nó đã làm trang trí vậy nè, mời quý khách hàng coi. Tại mình cầm mình lật lật thì đứa em nó quay nó khó quá. Bây giờ mời quý khách hàng coi vô từng đường trang trí mũi tên. Đó, nó rất là đẹp. Hôm nay mình nhận được 5 đơn đặt hàng tại cái triển lãm Việt Build lần này. Đó, cho phép mình chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng 5 anh khách hàng thương mến. Và mình nhận được một cái đơn đặt hàng là tại triển lãm này là một con máy 265 này. Một con máy thì đã đi giao rồi, hồi sáng giao rất là sớm ở Tây Ninh. Rồi bây giờ mình sẽ một con cắt lát ma nữa chứ. Rồi có một con cắt 60C xịn hào bên này nữa. Đó, hôm nay thì cũng có anh khách thương mến đó, đặt một con cắt 60C này. Không cần mà sử dụng máy nén khí gì cả, chỉ cần cắm điện là hàng thôi. Thì mình cũng test để hồi sáng ngày mai mình cho nhân viên đi giao liền. Đó, mình đang bỏ dưới nước, mình kẹp mát vô coi nó ăn mát không nha. Rồi, đây mình vừa cắt thực hiện cho anh khách, ảnh tới đây, ảnh yêu cầu cắt đường tròn như vậy nè. Vẽ hình rồi nè, rồi vô tiến hành cắt luôn. Đó, rồi, hôm nay là khách hàng thương mến, khách mua phương đặt rất là nhiều. Đây là sự chuyện nào của máy cắt 60C đúng rồi. Rồi, cúp điện toàn khu vực. Hồi nãy điện ở đây nó cấp cho cái nguồn có 20A à, mà mình mở con laser bên kia rồi mình lại quên tắt con laser qua đây, quất con lát ma nó sập CB luôn. Bây giờ yêu cầu ban tổ chức, nó chưa xuống nữa, bây giờ phải đi yêu cầu ban tổ chức xuống, quên
À, rồi nếu mà xuống kịp á thì mình sẽ test tiếp, còn không bây giờ mình sẽ đóng gói cái dàn máy này. Mình đang chuẩn bị test từng con đóng gói, mà chắc có lẽ là phải thu gọn lại để về công ty. Tuy nhiên trong video này thì mình giới thiệu khách hàng nè. Đó, mình vừa hàng laser xong. Rồi bên này mình mới biểu diễn đường mũi tên nè. Quá xá quá xa mũi tên nè. Đó, mũi tên là mấy mấy em mà bên ngành cổ bô có niềm đam mê mà về mũi tên nhỏ, mũi tên lớn gì đó thì anh có thể hướng dẫn cho nha. Hoặc là em có thể hướng dẫn cho mấy anh. Đó, mấy em hay là mấy anh đều có thể giải quyết được hết đó. Đây là mũi tên nè, đang thực hiện trên nguyên một cái dàn tích 250 BC xịn hào đời mới nè. Đây mình sẽ cho hết coi. Đây, con máy đầu tiên mà sẽ đi với cái đường mũi tên. Đó, đây là con mũi tên thứ nhất. Đó, và con thứ hai nè. Đó, đây là toàn bộ những gì mũi tên là con thứ ba nè. Mỗi em đều được tặng một cái nón điện tử của hãng Tenja tặng theo nè. Đó, giá vẫn giữ nguyên là 5,2 triệu nè. Toàn bộ đây là xịn hào. Rồi một con mít 265 là xịn hào nè. Đó, tất cả mấy quý khách hàng cũng như mấy em nào mà trong đam mê trong ngành trang trí cổ bô đó thì tham khảo qua dòng máy này. Hôm nào có hết triển lãm mình sẽ làm lại một cái video review rất là cụ thể về dòng máy xịn hào này. Mình dám guarantee với tất cả quý khách hàng rằng khắp muôn phương rằng con máy này nó sẽ hàng tích lạnh đẹp tuyệt vời, rất là dễ hàng dễ chỉnh, mà mình khẳng định luôn, mình dám cam đoan là nó sẽ hàng được mỏng là 2 gem, và đồng thời trang trí gỗ bô là thuộc dạng là tuyệt đỉnh công phu, đang là thuộc một dạng tuyệt đỉnh công phu đó. Mọi người cứ coi nha, đó toàn bộ em nó nè, rất là xịn nào, thấy không? Đây là toàn bộ dàn máy hàng đời mới tích 250 BC mà có thể thực hiện những cái đường mũi tên như thế này. Từ trưa giờ ở trong triển lãm là cố gắng để test từng đường, từng kiểu. Tính bây giờ ra làm một cái video để khoe với khách hàng làm sao để mình làm ra được hàng lọt cái điểm như thế này. Nhưng mà đang làm tới 60 nó cúp điện rồi. Đó. Nhưng mà mình ra khẳng định rằng là mình sẽ giải quyết được việc này. Nào mấy khách nhìn đây, ở đường giữa này là mình thực hiện bằng tích lạnh nè. Chứ không phải là dơ đâu. Mình ghép hai cái miếng nóng lại bằng tích lạnh nè. Chính trên con 250 BC xịn hào này luôn. Nào, đường tích lạnh của em nó nè. Rồi. Đây là những cái đường tích lạnh em nó làm ra. Rất là xịn hào. Và bên này là những cái đường trang trí của cô cũng chính em nó làm ra. Rồi, bây giờ trời cũng đã tối rồi, bây giờ đã là 17:25. Thì mình sẽ ngưng tại đây để mình đóng gói liền tại trong cái triển lãm Việt Build này. Đó, đây là mình đang có mặt tại Việt Build và mình sẽ cho anh em đóng gói toàn bộ 5 con máy tích 250 BC xịn hào này. Đó, khách hàng ha. Đây, 5 con 20 BC này. Đó, đã thực hiện những cái đường trang trí của cô nè, năm chú này. Mình rất là khoái, thử là bữa nay mình rất là khoái nó luôn á. Nếu mà điện mà đừng có cúp ngang giữa đường như này, mình sẽ quất một cái video năm con máy này, mỗi máy sẽ chỉnh một cái kiểu đường khác nhau liền. Thôi bây giờ quá tối, mình sẽ ngưng video lại để mình đóng gói và cũng như mình tém dẹp gian hàng. Mình nhắc lại quý hàng là mình có rất là nhiều dòng máy sale ngày hôm nay. Đó, đây là máy cắt sắt, nó là cũng bên này là bên cung cấp nó cũng thông báo nó lên giá nè. Mình cũng còn cái vài ba máy tranh thủ 1.150.000, đĩa hợp kim là 350, bên kia là máy hàng cầm tay giá là 1.200, bên đây là máy lót gạch sử dụng pin, đây là máy lót gạch sử dụng pin nè, cũng ngon lành, rung đã lắm, rung massage nè, làm chế độ massage được á, rung nè, rung tay mình nè, khách nó rung không, rung nè, nó rung, đó, nghe tiếng không, rung nè, rồi sử dụng một cái pin trọt, rồi giá 1.200.000, rồi A210E, Magmix 232i của Tenja, tất cả dòng máy Tenja trong triển lãm này, cắt 50 Tenja, tích 250 BC đời mới Tenja, Magmix 232 Tenja, Isimix 201 Tenja, tất cả đều sẽ được tặng một cái nón rất là xịn hào bên kia. Đó, quý khách nhìn đây, toàn bộ sẽ được tặng cái dòng kiến nón điện tử xịn hào này.
rất là xịn hào luôn á. Rồi bây giờ mình xin phép khép video lại đây. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật vui, thật là bình an, và công việc thì luôn luôn gặp nhiều may mắn. Quý khách hàng thương mến nhớ nhấn đăng ký kênh nha, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ post lên hàng ngày. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.